Mùa Phật đản 2020, Phật lịch 2564 khép lại đầy hoan hỷ, cùng những lời nguyện cầu cho một thế giới bình an, niềm tin vững chắc, chung tay đẩy lùi dịch bệnh tiêu tan, sớm ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế xã hội. Và thật thiếu sót nếu chúng ta không nhìn lại Đại lễ Vê-sác Liên Hợp Quốc 2019 đã tổ chức thành công tại tỉnh Hà Nam. Ngày này năm 2019, Phật giáo cả thế giới trọng thể khai mạc Đại lễ Vê-sác Liên Hợp Quốc 2019 tại Việt Nam. Và tại đại lễ này, các đại biểu tham dự đã nhìn thấy trước được thách thức, khó khăn mà thế giới phải trải qua. Phóng viên của kênh truyền hình An Viên đang có mặt tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Chùa Tam Trúc, Hà Nam. Và ngày hôm nay, ngày 12 tháng 5 năm 2020, tại đây cũng đã diễn ra lễ kỷ niệm một năm sự thành công của Đại lễ Phật đản Vê-sác 2019 để cùng nhìn lại những kỳ tích của Phật giáo Việt Nam cũng như chiêm nghiệm những giáo lý và bài học của Vê-sác 2019 vẫn giữ nguyên ý nghĩa và giá trị cho tới ngày hôm nay. Trong không khí hoan hỷ của Đại lễ Phật đản Phật lịch 2564, Dương lịch 2020, dưới sự chỉ đạo của Hòa Thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ủy ban Tổ chức Đại lễ Vê-sác 2019, Chùa Tam Trúc long trọng tổ chức lễ kỷ niệm một năm Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vê-sác 2019 để cùng nhìn lại những thành công của một mùa Phật đản với thật nhiều kỳ tích, kỷ lục, và cùng hồi hướng cầu nguyện cho quốc thái dân an, dịch bệnh tiêu trừ, chúng sinh an lạc. Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Minh Quang, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Ban kiêm Chánh Thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình nhấn mạnh, Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vê-sác 2019 đã để lại ấn tượng sâu sắc trong tâm khảm của các chư tôn đức, đại biểu tới từ 112 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Qua đó khẳng định vị thế của Phật giáo Việt Nam thông qua sự kiện Phật giáo quốc tế quan trọng nhất của Liên Hợp Quốc. Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Việt Nam cũng khẳng định, Đại lễ Phật đản Vê-sác 2019 được nhận định là một trong những sự kiện Vê-sác thành công nhất trên thế giới, đem đến niềm an lạc, hạnh phúc và định hướng cho tín đồ Phật tử trên khắp hành tinh. Năm nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 hoành hành, đồng bào Phật tử có dịp chiêm nghiệm về những lời dạy của Đức Phật cách đây hơn 2.000 năm. Đó là những giáo lý của Ngài về sự bao dung, đồng lòng, tình yêu thương và sự đoàn kết để chiến thắng tất cả kẻ thù, dù vô hình hay hữu hình. Từ đó, những triết lý nhân sinh sâu sắc của Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vê-sác 2019 vẫn còn nguyên giá trị cho đến ngày hôm nay. Năm nay, Ủy ban tổ chức quốc tế không tổ chức Đại lễ Vê-sác, cho nên là những cái tuyên bố Hà Nam năm 2019 tại Tam Trúc đây thì vẫn còn nguyên giá trị. Và có thể nói rằng chính những cái tuyên bố Hà Nam thì trước cái đại dịch Covid này càng cho thấy được là cái sự quan tâm của Phật giáo đối với các vấn đề toàn cầu và cái sự chung tay cùng chia sẻ trách nhiệm để mà chúng ta đem lại hạnh phúc an lạc cho nhân loại. Trước đại dịch thì có thể thấy rằng chỉ có thể chiến thắng được đại dịch nếu như chúng ta biết đoàn kết, biết chia sẻ cái tình thương yêu và bao bọc nhau. Cái đó mới là làm nên cái sức mạnh để mà chúng ta chiến thắng dịch bệnh. Và một cái bài học rất rõ ràng là Việt Nam của chúng ta cho đến giờ phút này thì với cái sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Nhà nước và cái sự vào cuộc của chính phủ, thủ tướng chính phủ, các bộ ban ngành và các địa phương, trong đó đặc biệt là có sự đoàn kết, sự đồng thuận của nhân dân và các tôn giáo, trong đó đặc biệt là tăng ni và đồng bào Phật tử, thì Việt Nam của chúng ta đến nay đã cơ bản đẩy lùi và kiểm soát tốt cái dịch COVID-19 này mà thế giới, các nước, cộng đồng Phật giáo thế giới, các tổ chức quốc tế, tổ chức thế giới, Liên Hiệp Quốc rất khâm phục Việt Nam của chúng ta. Cuối buổi lễ, Chư Tôn Đức Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng đạo tràng đã thực hiện nghi thức tụng kinh chuyển pháp luân, cảm tạ sự thành công của Đại lễ Vê-sác 2019, cầu nguyện cho dịch bệnh sớm tiêu trừ để đem lại sự an lạc, hạnh phúc cho nhân dân. Và rồi sau mỗi năm, mỗi thời khắc của mỗi mùa Phật đản trôi qua, khi nhắc lại, chúng ta lại nhớ rằng có một mùa Phật đản với nhiều sự điều chỉnh cho phù hợp với sự phát triển của nhân loại. Có những giây phút thanh tịnh, bình yên, cầu nguyện mà vẫn giữ trọn vẹn ý nghĩa trong trái tim mỗi người con Phật. Mừng Phật đản muôn đóa hoa thể hiện,
kính dâng người bậc giác ngộ viên dung. Ánh đạo kia ngài thấu đáo tột cùng, thung dung bước trên con đường giác ngộ.